Kiên Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh 17 ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành thống nhất thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị 15 theo của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 17 ngày kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban nhân dân UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ hội nghị trực tuyến với các địa phương kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Bí thư tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đến ngày 13 tháng 7, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 13 ca nghi nhiễm mới gồm Dòng Triền 2, Hà Tiên 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 8. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang khẩn trương chỉ đạo các địa phương nâng cấp tình huống phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ trong tình hình hiện nay cho phù hợp, thực hiện áp dụng chỉ thị 15 theo của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh. Riêng đối với những nơi phát hiện ổ dịch cần thiết sẽ áp dụng thực hiện chỉ thị 16 theo tinh thần khoanh vùng rộng, thắt chặt cách ly hiệu quả, không gây hoang mang, xáo trộn đời sống của người dân, quản lý chặt chẽ biến động người dân từ nơi khác về địa phương, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, lương thực, thực phẩm cần thiết khi thực hiện giãn cách xã hội. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh cũng đề nghị ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang cần rà soát lại năng lực tại tất cả khu cách ly trong tỉnh, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Sở Y tế khẩn trương khoanh vùng điều tra dịch tễ các ca bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh, không để lây lan rộng trong bệnh viện và ra cộng đồng, đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ y tế, tăng cường chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các địa phương gồm thành phố Hòa Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Dòng Triền khẩn trương truy vết, xét nghiệm rộng để khoanh vùng dập dịch không để lây lan rộng. Các huyện, thành phố khẩn trương thành lập các tổ công tác ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chỉ đạo khi có tình huống xảy ra, đồng thời kiện toàn lại tổ truy vết, xử lý nhanh các ca nghi nhiễm, nắm bắt thông tin người có triệu chứng để đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm, thông báo đường dây nóng của tổ truy vết nhằm hạn chế đối tượng có nguy cơ ngoài cộng đồng, thành lập các tổ giám sát cộng đồng kịp thời phát hiện những trường hợp từ ngoài tỉnh trở về, chủ động thành lập các khu cách ly tập trung sẵn sàng cho tình huống khi số lượng người nhiễm bệnh tăng cao. Riêng thành phố Rạch Giá phải kích hoạt lại bệnh viện lao chuẩn bị cho tình huống bệnh viện dã chiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành thống nhất thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị 15 theo của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 17 ngày kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Trong thời gian thực hiện giãn cách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngành công thương phải đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. F0 nào tại thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện cách ly tại nhà. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay, trong đó hướng dẫn cụ thể về cách ly F0, F1 tại nhà. Cụ thể, Sở Y tế hướng dẫn đối tượng thứ nhất được cho xem xét cách ly tại nhà là trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện. Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, chỉ số CT lớn hơn hoặc bằng 30, không còn khả năng lây nhiễm hoặc rất thấp thì chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục xét nghiệm RT-PCR tại nhà vào ngày thứ 14 và 21. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng, áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1. Bệnh nhân tự theo dõi về tình trạng sức khỏe, báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp F0 này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc, tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm. Về công tác tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với trường hợp F0, ngành y tế địa phương phải tổ chức đội theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp này. Cạnh đó, tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, khẩn trương đưa vào bệnh viện điều trị.